Và có một cô học viên, cô là Phật tử, thì cô hỏi là khi cô ngồi tụng kinh trước bàn Phật thì năng lượng luôn vào người của cô. Khi cô mới học lớp 1, lớp 2 á, thì tự nhiên năng lượng cũng vào trung tâm tiếp thu năng lượng. Rồi khi cô lên lớp 3, lớp 4 thì lại vào ngay đỉnh đầu trong suốt thời gian cô tụng kinh. Vậy cô phải nên làm thế nào? Cô cũng đã tụng kinh cách đúc nhận energy từ 1 đến 2 tiếng. Bây giờ câu trả lời của chú cho từng cấp lớp để cho các anh chị em hiểu rõ hơn là khi cái tầng năng lượng chúng ta được kích hoạt thì cái năng lượng nó thở vào trong cơ thể chúng ta một cách tự nhiên bằng hai hình thức. Một hình thức là chúng ta ngồi chúng ta tập 5 phút 30 giây hoặc là tế bào tiếp thu năng lượng liên tục để hỗ trợ để nâng cấp cái tầng năng lượng cho tế bào hoạt động theo những cấp lớp đầy đủ. Ví dụ bây giờ tế bào cần năng lượng để ổn định cái lớp 1 thì tế bào nó sẽ tiếp thu năng lượng, hệ thống của trung tâm tiếp thu năng lượng và tế bào nó ra thông lệnh là tiếp tục nhận năng lượng đầy đủ cho cái cấp lớp của mình. Thì khi cơ thể chúng ta nó yếu quá, nó không có đủ năng lượng và khi được kích hoạt lên thì tế bào nó làm việc liền, nó làm việc tới khi nào sức khỏe được lên đầy đủ tới cái lớp mà mình đã học thì nó sẽ ngừng. Chỉ khi nào anh chị em cần thiết lấy năng lượng vào hoặc là chữa lành cho người ta thì anh chị em sẽ được cảm nhận lại. Đó là hệ thống cảm biến anh chị em cho anh chị em biết vào những cái thời khắc nhu cầu cần thiết, chưa đủ và đã đủ. Nếu đủ rồi thì nó tự động nó ngừng lại. Thì lên lớp 2 cũng vậy. Khi lên lớp 2 thì chúng ta lên một cái tầng cấp mới. Cái phần năng lượng của tế bào nó sẽ tiếp thu liên tục cho đến khi tất cả cơ cấu trong cơ thể chúng ta đầy đủ năng lượng thì nó sẽ ngừng. Cũng như vậy, khi mà chúng ta thực hiện cái công thức chữa lành hay là chúng ta tập thì chúng ta sẽ cảm nhận được năng lượng vào cái trung tâm tiếp thu. Thì từng cấp độ 1 và cái cấp độ khi lớp 3 và lớp 4 thì anh chị em sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng vào trong cái não của chúng ta. Khi nào đủ nó ngừng. Bất kỳ khi nào anh chị em làm cái gì thì khi nào đó anh chị em tập trung hay anh chị em làm chuyện khác thì anh chị em cứ việc làm của anh chị em, nhưng tế bào nó sẽ nhận năng lượng đủ và nó ngừng, không có cái gì phải lo lắng. Từng cấp lớp một thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái sự việc khác nhau qua từng cấp lớp, từng cấp năng lượng khác nhau, cũng như là 2G, 3G, 4G, 5G nó có những cái tác động khác nhau và nó sẽ cũng như là nó có ảnh hưởng đến cái cơ thể của chúng ta. Vì vậy khi chúng ta học lên lớp càng cao thì cái phần năng lượng nó càng hiệu quả hơn và nó đủ cái năng lượng để nó tạo cho chúng ta một cái sự đề kháng mạnh mẽ nhất để chúng ta không bị những cái tác động của bệnh tật ở ngoài nó tấn công vào. Rồi con tập về con dịch đi Christine. Yeah. So the next question is from an NLG level 4 participant. After I completed the level 1 and level 2 NLG, when I was chanting Buddha sutras in front of Buddha, I felt the energy go into the energy reception center the whole time while I was chanting. And after finishing level 3 and level 4, I feel the energy goes to the top of my head while chanting. And this happened when I did not practice the formula. What does it mean? And Ms. Lee said, I will answer the question based on the grade level for each participant. For level 1 and level 2, you will receive the energy level associated with each level. Let's say you finish level 1. When you practice the formula, you focus on receiving the energy. And when your body and your sensory system is healthy, you will be able to feel the energy go in through your body, especially the energy reception center right away. Now, if your body is not healthy or your sensory system is damaged, then your body might not feel the energy, but the energy is there. And when your sensory system is damaged, even after you practice or not practicing the formula, you can still feel the energy. It's, you know, going through your body because your body is lacks of energy. Now, when you move to level 2, you will feel a different level of energy going through your body. And same with level 1, your body and your sensory system needs to be healthy to welcome this kind of level of energy. And when you move on to level 3 and level 4, the energy, instead of going to your energy reception center, it goes straight to your brain. And then
go through your body. That's because we are at a higher level, and as we move up to a higher level, you will feel a different kind of level of energy, you know, basically going through your body.